chào anh em nhé. Nay mình giới thiệu một con dòng sản phẩm Gotik. Đấy. 360 Plus luôn. Đấy, chủ cấp một con sản phẩm cao cấp nhất của cái dòng sản phẩm của Gotik cho nhỏ chưa. Đấy, đây là giao diện phía ngoài này. Đây là phía trong này. Đấy, cực kỳ đơn giản này. Gotik có một cái thiết kế rất là hay. Đấy, YouTube này, phía dưới này. Chất lượng màn hình này, cực kỳ nét này, âm thanh nhạc này. Cái điều quan trọng nhất của cái sản phẩm này ấy, đó là cái mình muốn giới thiệu với các bạn đây là cái 360 của Gotik. Đấy, đã lắp đặt bởi Carplus.vn. Khi qua tốc độ thì hiện tại nó sẽ tắt đi, còn nếu mà các anh muốn mở cái 360 lên thì kích vào đây. Đấy. Đây, chất lượng của 360 của Gotik này. Góc rất là rộng và nét luôn anh em. Đây chuyển chế độ 2D 3D này. Cái giao diện trực quan này là khi các bác mà đi qua những cung đường hẹp mà những cung đường mà có thể là đông xe di chuyển chậm thì các bật 360 lên di chuyển rất là tiện lợi. Nhất là các chị em mà mới lái xe, tay lái còn yếu thì cái việc mà lắp 360 sẽ hỗ trợ lái cho mình rất là tốt. Cái việc cắt cái do sản phẩm Gotik Plus lắp đặt trên một chiếc xe Chevrolet Trax đời 2017 và dòng xe khá là hiếm nhất cả về dưỡng lẫn về, nhưng mà Carplus.vn bên em đã thi công lắp đặt hoàn thiện cho các bác chủ. Đấy. Tích hợp các cái hiển vô lăng bình thường anh em nhé. Đấy, tăng giảm lượng đầy đủ luôn. Đấy. Đấy, đây là cái giao diện 360 này. Đấy. Giao diện rất là trực quan và nét. Quan trọng nhất là cái chất lượng cam 360. Nó có nét hay không thì với cái Gotik Plus thì em đánh giá là cái chất lượng camera 360 rất là nét, ghép hình rất là chuẩn. Nhìn tất cả những nếu mà để bình thường có thể nhìn thấy cả những cái vẹt đường và những hạt cát ở dưới đường luôn. Đấy, đây là giao diện 360 này. Đây còn trở về giao diện phía trong của Gotik này. Đang có sự diện phía trong của Gotik này, anh em nhìn rất là trực quan này. Và thứ hai là cái đặc điểm cần nói của Gotik rất là tiện lợi này, bấm này, mở video nhạc sàn, mở video nhạc sàn, quên rồi, không biết rồi, anh ơi, tôi đi lên rồi, đi anh em, thấy chết mẹ rồi. Đường cao tốc rồi. Cao đấy. Đi được cái nào có thì nên xuống đoạn kia tụt xuống. Vâng, ấy chưa, nó chưa nào được xuống dưới đâu, phải đi gần đến cầu. Đi gần đến cầu Thăng Long. Ôi trời ơi. Đi cầu Thăng Long mới được quay lại. Mới được. Bên ngoài này. Trở về này. Giao diện này. Con này này có cả các chỉnh DSP âm thanh này. DSP user âm thanh này. Các bộ từ bài bộ chính hãng này, dẫn đường này. Navi theo này, phía trong này, đây, chỉnh âm thanh này, em đã chỉnh âm thanh cho các bác này, mở YouTube lên luôn này, mở nhạc khác này, khi mà bấm lên thì nó sẽ tự động chuyển 360 nhỏ phía này. Đấy. Khi đi anh em đi ở cái tốc độ cao ấy, thì nó sẽ chỉ hiển thị góc nhỏ như này thôi anh em nhé. Đấy. Và khi mà cái này do cài đặt sẵn được xe, ví dụ như là cái câu lệnh mà mình em để 30 km thì trên 30 km thì nó sẽ tắt 360 nhé. Nếu mà các bác chạy quá 30 km hoặc là 40 km thì là do tùy theo cái nhu cầu của các bác thì các em sẽ cài đặt được như thế. Đấy. Khi mà đi và các bác xin nhan thì nó sẽ tự động mở 360, nhưng mà bên trên 360 thì nó chỉ mở nhỏ như thế thôi. Đấy. Còn nếu mà các bác mà muốn mở to màn hình ấy thì các bác phải vào đây. Đây. Đấy.
giữ màn hình nó chạy này. 2D này, 3D này, 2D này, 2D để di chuyển. Năm trước này, chất lượng camera chỉnh cực kỳ nét này. Và cam thì có quay lưu lại video 4 mắt này. Trên thì góc trên ý, đấy góc góc trên kia nó có đường quay. Không, này đấy. Cái này cấm cả quay đầu ở ngay trước này. Đoạn quay nó ở trên này ngay đây mà, nhưng giờ nó cấm quay đầu. Chạy sang bên kia và mới quay. Này là, ô đây nó vẫn quay à? Nên đây đoạn này cấm quay đầu rồi, trước nó cho quay đây, giờ nó cấm quay rồi. Đấy cấm. Cấm quay đầu rồi. Thôi đi thẳng đi sau quay lại sau. Đi thẳng là lên chỉ qua cầu với anh. Anh phải thế thôi. Về đi thẳng lại qua cầu. Quay được mỗi bạn gặp công an hơi mệt. Và sau đó mày đi test luôn. Mình đi test đấy. Test luôn đúng không anh? Test luôn cái chất lượng qua sông rồi. Điều này chắc là cho chạy 80 nha. Xem thứ nhất là về chất lượng camera 60 Gotek khi mà các bác di chuyển, thứ nhất là về cái tính ổn định của cam, xem là nó trong quá trình di chuyển thì nó có vấn đề gì không. Cây nó là đến thị trấn Đông Anh. Anh em mà có nhu cầu mà nâng cấp tất cả các dòng phần màn hình Android thông minh cam 360 tích hợp đèn màn, anh em cứ tư vấn bên em cam lướt cho em thì chuyên lắp đặt cái sản phẩm như này anh em nhé. Các bác mà có nhu cầu thì có thể vào website camlướt.vn để tham khảo số sản phẩm xem có sản phẩm nào có thể phù hợp với mình.